Vâng, Chip Boy đúng là người nông dân da đen của ngày hôm nay, mặc dù anh đã lọt vào đến tận trận chung kết cho Son trận thi đấu tiếp theo của Nguyễn Đức Hùng. Còn bên phía của Tuti là Phonesian. Đen thì vẫn hoàn đen thôi. Từ đen nó biến thành đỏ khó lắm. Thâm xì mà biến thành đỏ được khó, phải qua nhiều công đoạn lắm. Vâng, cho bây giờ thì cầu vào một cái gì đó đi, một cái gì đó nó mông lung một chút để giống trận thi đấu trước đi. Các anh hãy điên rồ lên một chút thì trận thi đấu trước đi, để cho Son và Phonesia lại đưa về một cái thế gì đó mà hai anh đánh giống như trận thi đấu trước cho nó vui. Vâng, Tuti cầm pơ hết dân và thua. Còn cho Son thì cũng đánh rất điên rồ. Vâng, có những cái cách thắng nó đơn giản hơn rất nhiều, nhưng mà thắng dễ thì anh không thích, mình cứ phải thích nó khó. Vâng, làm việc khó quen rồi, bây giờ làm việc dễ thì... Vâng, cùng chờ đợi một bài Phonesian nghiệt, còn bài cho Son cực giàu. Hy vọng là mong manh, nhưng không ai đánh thuế những giấc mơ. Vâng, nghe nói là Tuti chậm có 3 dân so với cho Son rồi. Nhưng mà nói thật với các bạn là chim sẻ lên đời trước 5 phút trước tiểu thủy ngư kèo cho Son phô vẫn thua rồi kìa. Kèo đã tịt rồi, khó lắm. Thôi, dù sao thì cũng phải động viên game thủ Hello Chip Boy, cố gắng lên. 3 dân là một cái gì đó rất lớn. Chậm 3 dân so với game thủ Chip Boy. Ôi này. Này, trận này nhá, đã biết game thủ đã chậm nhiều dân này nhá. Là mình thích kiểu như này. Dâng mẹ là 2 dân lên đóng BB xong chơi mẹ quẩy. Không được, thế nó xin lạc đà nó chém chết. À không, mình dâng cả lời chứ mình đánh 2 nhà quẩy, mình sóc đều 2 nhà quẩy hết 150 đá thì thôi. À hay. Thế cũng hay. Và có khi thế lại vui. Tương đối nhiều voi tới từ game thủ Chip Boy, thực ra chỉ có 2 con voi, 1 bầy hiêu về. Bây giờ là đi đập lô rồi. Rồi, thêm 2 voi bầy hiêu nữa, được rồi. Dâng luôn lờ lên, dâng luôn lờ lên. Rồi, kích đời ổn vào 7 phút 50 với 24 dân. Cẩn thận voi chết giữa đường. Để ý đi em. Vâng, mải phi bầy hiêu thì lại chết con nông dân. Chỉ sợ việc không câu con voi này về thôi. Sắp hết máu rồi, con dốc ảo khi câu voi về đã khiến cho Chip Boy gặp khó. Rồi, chưa được rồi, chết một dân. Chỉnh ra ăn gỗ đi, tỉ mỉ lên một chút. Kích đời ở 10 phút 26 dành cho game thủ Hello Chip Boy. Đạo này cứ ở đây mà đi ăn hoang. Đạo này cứ ở đây mà hoang hóa bố con voi đi, còn đâu đoạn ở nhà cho đi ăn, cho đi ăn ăn vàng. Thế là đẹp. Đánh cơ, vâng, đánh cơ bản thôi.
cơ hội đấy khi mà cho Son và Fuecian, nhưng mà Fuecian chậm 3-4 dân gì đấy so với mình. Vâng, cơ hội đấy. Rất nhiều đồ ăn hoang dành cho chiếc bò trong trận thiếu này. Cố gắng thế nào. Lên đời thì sớm hơn là cực kỳ nhiều. Mới có công và bây giờ dâng tiếp lên rồi. Như vậy đây là bãi vàng tới từ game thủ Tuti. Bãi vàng có 5 dân ăn thôi, 1 tơn vẩy e. Rồi đập một phát chết nửa máu giò rồi. Một nhà BA để ôm bom nhanh. Như vậy là P. Như vậy là P và nâng cấp bánh xe luôn. Cho Son và Phô đưa về thế này được. Tôi tin chi boy trong thế này là ổn. Bò là cực kỳ rộng dành cho Mr. Tuti. Vâng, rồi 1A luôn, ổn. Pha công này là chuẩn đấy. Vâng, mất giò nhưng không vấn đề gì cả. Bây giờ sẽ là pha công phu đập dân luôn. Tới từ game thủ Hello Chip Boy. Có bánh xe rồi. Công lên. Cả T công bãi vàng. Phù. Rồi, tốt lắm, vẩy e. Được, thành công. Công luôn vào bãi vàng. Công thẳng vào bãi vàng của Tuti luôn. T nữa đẩy luôn ra. T nữa đẩy luôn ra em ơi. T nữa đẩy luôn ra. Bắn nó đi. Bắn nó đi. Xây cái e chốt bãi. Chốt vào cái bãi vàng luôn. Đừng để cho nó ăn nữa. Xây e chốt luôn. Rồi, đẹp rồi. Bắt đầu có bánh xe dành cho Tuti. Tham lai của Chip Boy đang vẫn là 30/36. Tạm thời ổn. Cứ dồn đi. Rồi chạy giả vờ ra và phù thêm con nữa thì mắc binh. Phù thêm con nữa thì mắc binh. Nào, như thế nào? Vâng, được luôn. Thơm quá. Thơm quá tổ quốc ơi. Có thêm con giò nữa. Bây giờ thì tiếp tục đi dò thêm những địa chỉ mà dân của game thủ của Tuti chạy đi. Canh nguyên vàng thời điểm này thôi. Quanh nguyên vàng thời điểm này. Không canh một cái gì nữa cả. Quanh nguyên vàng ăn hoang voi đi. Ăn hoang voi đi em. Dân ăn hoang voi đứng chơi không kìa. Ăn hoang voi đi, lực nó không lên từ bấy đến giờ. Đây rồi, một địa chỉ làm ăn khác của Tuti. Có ăn hoang voi không ở ông giời? Cứ để ở đấy từ bấy đến giờ thôi. Ăn hoang voi đi. Cái đạch đánh như gà núi á. Đánh cái này làm sao bằng GV được. Cứ dân ăn voi thì không ăn thì lấy lực đâu. Cứ đứng chờ mặt ếch rồi đấy. Vâng, tham lai đang là 34/44. Chém xuyên. Rồi vẩy e. Phù thủy. Rồi ôi đen thế à giời. Vâng, tham to nhưng hãy cẩn thận, chưa thắng được ngay đâu. Lại phù được con lạc đà rồi, ngon rồi. Tham lai đang là ổn, 37/44. Có con sọc, vâng có sọc đơn. Làm con lạc đà nữa, Tuti đập bàn phím quýt luôn. Đập bàn phím, đập. Bảo đập bàn phím thì không đập. Vẫn chưa đập bàn phím. Mất bài ăn hoàng rồi. Mất 5 dần. Tham vẫn là 32, chưa có cái gì cả. Chưa biết thế nào đâu. Bây giờ phải đi quản đấy. Chưa biết thế nào một lần được đâu. Bây giờ lại phải là một L sóc đều. Và thậm chí đóng một cái L nữa ở nhà mình. Đóng một cái L nữa ở nhà mình là đẹp mắt. Chưa biết thế nào đâu. Mà thích thì bây giờ đóng mẹ cái BB mà chơi BB. Eo, cùng giờ mình cùng dẻo hốt cái gì chúng nó. Vâng, 32/40. Nhưng không xóa ra ruộng. Ở tình huống này tạm thời thì vẫn là 33, vẫn đang ổn dành cho game thủ Hello Chip Boy. Lượng quân bây giờ là ổn. Vâng, như vậy là ở vị trí này vẫn cứ phải để một đạo quân ở nhà, để một thủ.
Vâng, thủ để mà có thể ra được ruộng. Và turn này nhiều khả năng sẽ là vâng, chưa thấy đập bàn phím. Turn 7E. Tỷ số 2 dành cho game thủ Hello Chip Boy. Vâng, hên. Đánh hay không bằng thằng gặp may đâu. Đánh hay không bao giờ bằng thằng gặp may.